Ban biên tập chân dung bạn thơ. Biên tập Nguyễn Thu Hải. Giọng đọc Thúy Minh. Video ông già nhà quê Trịnh Ngọc Dung. Chúng tôi có thói quen cứ khoảng 10 giờ sáng hàng ngày đều dành 30 phút lướt Facebook để thăm hỏi bạn thơ, lục lọi điều mới lạ. Hôm nay, trên đường lang thang của mình trong không gian mạng, chúng tôi bắt gặp một góc nhìn của nhà văn, nhà thơ Phạm Vũ Khanh. Từ Tây Nguyên, anh đã phác họa một số nét khá trùng hợp hình ảnh nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết vài nét về chân dung của nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng, tác giả Phạm Vũ Khanh. Tôi đã từng nghe và biết đến tên tuổi của nghệ sĩ Mạnh Hùng từ nửa cuối thập niên 70 của thế kỷ trước. Nhưng chân dung của anh thì mãi tận bây giờ mới biết. Ngày tôi lớn lên để nghe được một chương trình tiếng thơ trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam là chuyện hơi xa xỉ. Bởi ở quê hồi đó, có nơi cả xóm mới có được một cái đài radio, chưa nói đến tốt hay xấu, lớn hay bé. Thế nhưng tên tuổi của một số anh chị em nghệ sĩ thì vẫn được nhiều khán thính giả nghe đài biết đến. Hoàng Mạnh Hùng là một nghệ sĩ đã thành danh vào thời đó. Anh là người con xứ Thanh, sinh ra và lớn lên từ một làng quê bên dòng sông Mã. Nơi đây, trong hai cuộc chiến tranh, nhiều địa danh, tên đất, tên người đã đi vào lịch sử. Thuở nhỏ, anh đã là một đứa trẻ thiếu vắng tình cảm của bố. Điều không muốn nói ra cũng không thể giấu được một sự thật đau lòng. Đó là người bố yêu quý của anh đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên chiến trường Điện Biên lịch sử lúc anh còn rất bé. Nhưng bù đắp lại, mẹ anh là người phụ nữ nhân hậu, can trường, giàu ý chí và giàu tình mẫu tử. Anh đã lớn lên trong chính bàn tay đầy nghị lực của bà. Có lẽ ít ai nghĩ rằng một cây văn nghệ của trường cấp 3 Vĩnh Lộc ngày nào lại trở thành một người nghệ sĩ có cả thời gian dài gắn bó với chương trình tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh là một cộng tác viên của đài từ khi tuổi đời còn rất trẻ, lúc mới chỉ ngoài đôi mươi. Nói là cộng tác viên bởi vì anh là quân số biên chế trong văn phòng Bộ Công an. Cái chất nghệ sĩ của anh hình như được tiềm ẩn sinh ra cùng với con người anh. Cái tố chất nghệ sĩ ấy có chăng là gen của cha anh, có chăng là gen của mẹ anh, và có chăng từ những điệu chèo, giọng hò mênh mang của miền quê sông Mã. Có lẽ tất cả những yếu tố ấy đã hội tụ ở anh, cho anh có được một chất giọng ngọt ngào, ấm áp và có sức truyền cảm đến như vậy. Ở thế kỷ trước, số lượng nghệ sĩ có thể nói còn đếm được trên đầu ngón tay, thì nói gì đến nghệ sĩ nghiệp dư không chuyên như anh có được mấy người. Thời gian lặng lẽ trôi, người nghệ sĩ trẻ ngày nào giờ đây đã đến tuổi ngoại lục tuần, sống giữa cái đất Hà Thành cũng còn bộn bề công việc. Mẹ anh năm nay cụ đã gần 100 tuổi, ở cái tuổi mà người ta thường ví như chuối chín cây ấy, đang rất cần đến bàn tay anh từng giờ. Và con và cháu, thế nhưng anh vẫn dành riêng một thời gian không nhỏ cho các hoạt động nghệ thuật, thứ mà nó đã từng thấm vào sâu trong từng tế bào, trong máu thịt của anh. Đó là rất nhiều và rất nhiều bài thơ, bài viết của nhiều tác giả gửi về đã được anh lồng cảm xúc, thổi hồn mình vào đó, tạo ra những món ăn tinh thần cho nhiều người, được nhiều khán thính giả trong và ngoài nước mến mộ và yêu thích.
Tôi chưa một lần gặp anh, nhưng hình ảnh quen thuộc của anh với nụ cười luôn nở trên môi và cái chất giọng trong sáng ấm áp của anh, cộng với tính cách dễ giao cảm và thân thiện, làm tôi có cảm tưởng như đã rất gần. Ít nhất phác thảo về chân dung của người nghệ sĩ mà tôi yêu thích, tôi muốn làm một vài tia nắng nhỏ từ Tây Nguyên xa xôi gửi về anh trong cái tiết lạnh của mùa đông miền Bắc. Xin anh nhận cho tôi ngàn lời cảm mến. Ban biên tập chân dung bản thơ chân thành cảm ơn nhà thơ Phạm Vũ Khanh đã gửi một vài tia nắng nhỏ từ Tây Nguyên như lời kết trong bài viết của mình, để thêm một lát cắt giúp chúng tôi tổng hợp và sẽ có một chân dung đầy đủ và hoàn hảo về nhân vật này. Trước khi kết thúc, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức làn điệu chèo Yêu Sao Mảnh Đất Quê Hương của soạn giả Nguyễn Quang Hòa, người trình bày nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng. Thưa các bạn, thôn Bồng Trung, xã Vĩnh Tân từ xưa là một vùng quê nghèo thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trải qua bao năm tháng vượt khó, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã đoàn kết một lòng xây dựng quê hương trở thành một điểm sáng, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Hòa chung không khí vui tươi với phần thưởng cao quý trên, chúng tôi những người con xa quê hương xin được góp vui cùng bà con cô bác một làn điệu chèo với bài Yêu Sao Mảnh Đất Quê Hương. Mấy tự hào xóm làng đầm ấm đường bao nghĩa tình, yêu sao mảnh đất quê mình, xa quê nhớ mãi bóng hình quê hương. Còn nhớ nghĩ thuở nghĩ nào trên quê hương Vĩnh Tân ngày xưa, còn nhớ nghĩ thuở nghĩ nào công sức cha ông khai hoang lập ấp, người anh nắng hè xa rét đêm đông đắp bồi mảnh đất nghi, mảnh đất cha nghi ông. Tiếng mẹ an ý dù ý hơi, nghe êm êm tiếng ru ngày nào, tiếng mẹ an ý dù ý hơi, chiếc võng đung đưa ngọt ngào câu hát, khao khát mong chờ gửi gắm cho con mai ngày, con lớn con lớn con hì hì con hì 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 hì. Vĩnh Tân ơi, lớp lớp cháu con giữ gìn truyền thống, đoàn kết sum vầy san sẻ yêu thương, ta cùng chung tay xây dựng quê hương để làng xóm ngày càng thêm đổi mới. Đoàn kết ý giữ nghĩ gìn trên quê hương Vĩnh Tân Bồng Trung, đoàn kết ý giữ nghĩ gìn sớm chiều bên ý nhau làm nhiều việc ý tốt, xây dựng phong trào giàu đẹp quê hương xóm làng ấm áp, ấm áp yêu hì thương.
đổi mới từng ngày. Trên quê hương Vĩnh Tân Bồng Chung đổi mới từng ngày, đường rộng thênh thang cây chùm bóng mát bạt ngát, cánh đồng xanh mãi màu xanh, những con người son sắt niềm bình tin. Thật đáng tự hào, trên quê hương Vĩnh Tân Bồng Chung thật đáng tự hào, xóm làng quê ta trên đường đổi mới, hoa trái thơm đầy từng bước đi lên, yêu quê mình mãi 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 thân hiền.